Xin chào mọi người. Đúng ra là sáng nay là khoảng 9 giờ dậy này kia là chuẩn bị thu để mà trưa trưa là phát lên cho mọi người nghe. Nhưng mà cuối cùng còn nợ mấy fan của team Võ Đế Tôn. Tối hôm qua, khuya hôm qua đâu có dịch kịp đâu. Khuya hôm qua 12 giờ mấy dịch mà mắt tét nghè hết trơn rồi. Ngục lên ngục xuống thôi, nghỉ. Thành ra sáng nay phải dịch team Võ Đế Tôn trả nợ cho mọi người. Bây giờ mới giờ 1 giờ mấy rồi. Để thu trước một clip lên cho mọi người nghe, xong rồi sau đó áp thu tiếp chiều khoảng 5-6 giờ chiều phát lên nữa ha. À, hôm nay có chứng thần 3 ngày rồi đó, 3 ngày mới đòi đầu ra lại, chán thật. Chuyện cực hay mà chơi trò này mệt quá. Tu chân có chàng thể phế vật tập 112. Cái thằng nhóc này đầu óc chứa bá đạo sao? Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa nhìn rõ tình hình đây sao? Sao hả? Sử dụng quan hệ sao? Quan hệ của các người cứng hơn quan hệ của nhà ứng chúng tôi sao? Lời châm chọc và cười cợt lại vang lên. Ứng Hoa Niên cũng hít mắt lại. Thần Địa Lâm, cậu lấy tự tin ở đâu ra thế? Ông ta lên tiếng hỏi. Một thế tộc vừa mới quật khởi làm sao có thể so sánh với mạng lưới quan hệ của gia tộc hàng trăm năm như nhà ứng chứ? Ông không hiểu, hơn nữa ông cũng không biết nhà máy mà ông đó đòi đóng cửa là của ai đâu. Lâm Minh lắc đầu nói, ồ, thú vị đó. Nói vậy là nửa tiếng đồng hồ cậu có thể giải quyết mọi chuyện sao? Đúng, ha. Vậy thì tôi đợi cậu nửa tiếng xem rốt cục cậu sẽ mời nhân vật lớn nào đến đây đối phó với nhà ứng. Ở Hoa Điên mỉm cười nói. Lâm Minh lắc đầu, tôi không mời bất cứ nhân vật lớn nào tới cả. Ông cũng nhìn thấy rồi đó, tôi hoàn toàn không gọi điện thoại cho bất cứ một ai. Vậy ý cậu là gì? Ứng Hoa Ninh nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, nhân vật lớn sẽ tự mình qua đây. Lâm Minh nói ra, anh vừa dứt lời trái tim Ứng Hoa Ninh cũng không khỏi đập bình bịch. Nhân vật lớn sẽ tự mình qua đây sao? Đùa cái gì chứ? Huống hồ, loại người này có thể mời được nhân vật lớn thế nào chứ? Nhà Ứng không một ai tin. Lúc này, không biết điện thoại của anh rung lên. Ứng Hoa Ninh hơi nghiêng đầu, lại thấy một nguyên lão của nhà Ứng lấy điện thoại ra, nhận cuộc gọi. Cho phát sau, nguyên đạo đó kinh ngạc biến sắc, bước tới trước mấy bước điện thoại cho Ứng Hoa Điên. Điện thoại ai thế? Ứng Hoa Điên nhớ giọng hỏi. Ông tổ. Giọng nguyên đạo đó khẽ run nói ra. Nguyên đạo đó vừa nói ra câu này, tất cả người nhà Ứng đều tái mặt. Nụ cười trên mặt Ứng Hoa Điên cũng dần dần biến mất. Ông ta im lặng một lúc lâu mới nhận lấy điện thoại của nguyên lão đưa qua đặt lên bên tai. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, gia chủ, nếu không ngại thì có thể mời mở loa ngoài hay không? Lời này anh vừa nói ra, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Minh, kinh ngạc có, căm phẫn có. Lâm Minh nói lời này là có ý gì, mọi người đều có thể nghe ra được. Thách thức, sự thách thức trắng trợn, nhưng đó không chỉ là thách thức, e rằng cũng là sự phản đòn của Lâm Minh ở trong đó. Đúng là đòn tâm lý chết người. Ứng Hoa Điên bắt Lâm Minh mở loa ngoài không muốn là không phải là muốn sỉ nhục Lâm Minh, bởi vì theo ông ta thấy sỉ nhục một nhân vật nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa gì. Người ở tầng lớp cao như ông ta sẽ không so đo với một kẻ vô danh tiểu tốt. Mục đích chủ yếu của ông ta là để ổn định lòng người của nhà Ứng. Bây giờ Lâm Minh lại sắp phá hủy hoàn toàn lòng người mà ông ta vừa mới ổn định được. Nếu Lâm Minh còn giấu chiêu gì đằng sau thì kế hoạch của Ứng Hoa Điên sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng nếu không mở loa ngoài, không phải đã thua về mặt khí thế rồi sao? Như vậy, lòng người sẽ chỉ càng thêm rối loạn. Ứng Hoa Điên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn bấm loa ngoài. Lúc này ông ta vẫn không còn lựa chọn nào khác. Hoa Điên, bên kia điện thoại là một giọng nói già nua, nghe rất nghiêm khắc. Dạ, có Hoa Điên. Ứng Hoa Điên hơi cúi đầu, giọng nói cung kính. Ai cho cậu động vào tập đoàn Dương Hoa? Giọng nói già nua lại lộ ra vẻ nghi vấn. Hơi thở Ứng Hoa Niên run rẩy, người nhà Ứng càng kinh hãi. Ông ta do dự một lúc nhỏ giọng nói, tập đoàn Dương Hoa không động vào được sao? Lúc trước thì có thể, sau này không thể. Thần Địa Lâm có thể động nhưng nhà máy kia không được động vào. Giọng nói già nua và chút tức giận. Lời nói này có thể là nói lạ khiến mọi người mù mịt không hiểu là sao. Thần Địa Lâm có thể động nhưng nhà máy không được động sao? Vì sao chứ? Ứng Bình Trúc ngạc nhiên. Cả gia đình Ứng Hùng há to miệng, còn ông Thủ thì đã sững sờ từ lâu. Chuyện này là sao chứ?
Ông tổ của nhà Ứng lại trách cứ hành vi của Ứng Hoa Niên sao? Rốt cuộc thầy đã dùng thủ đoạn gì mà thầy khiến ông tổ nhà Ứng phải ra mặt chứ? Không thể tin nổi mà, thật sự không thể tin nổi. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ thầy vẫn còn sức mạnh nào đó ẩn giấu sao? Lâm Thủ không dám nghĩ tiếp nữa. Phải biết rằng đây là nhà Ứng đó. Ông ta ngây ngốc nhìn Ứng Hoa Niên. Lúc này vẻ mặt Ứng Hoa Niên đã trầm lắng như nước. Có lẽ Ứng Hoa Niên không ngờ ông tổ lại ra mặt. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu ông ta lùi bước chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi, không còn chút uy nghiêm nào hay sao? Ông ta hít thật hơi lại lên tiếng. Cháu có thể động vào thần Y Lâm đúng không? Tôi đã nói rồi, lúc trước có thể, sau này không thể. Lúc trước động vào chúng ta có thể nói là không biết thần Y Lâm có quan hệ với người đó. Kẻ không biết không có tội. Giết cậu ta rồi chúng ta cũng có cớ, nhưng bây giờ không được nữa. Từ bỏ ý nghĩ đó, thỏa mãn mọi yêu cầu của thần Y Lâm để cậu ta mau mau rời khỏi nhà Ứng đi. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại lại mang lên tiếng tút tút. Người nhà Ứng câm lặng. Ứng Hoàng Niên cũng đã không còn tiếng nói. Cuộc điện thoại này có thể nói là giống như chậu nước lạnh dội thẳng lên trên đầu những người nhà Ứng. Lúc này điện thoại trong tay Lâm Minh vang lên. Lâm Minh liếc nhìn màn hình, bắt máy bấm ra ngoài. Chủ tịch Lâm, được rồi, tất cả đầy ổn rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng kích động của Ma Hải. Nhà máy dược phẩm mở cửa lại rồi sao? Lâm Minh hỏi. Phải, đột nhiên có một nhóm đồng chí đến đây thẩm vấn những kẻ đã chủ động thừa nhận nhà máy dược phẩm chúng ta sản xuất thuốc giả. Bọn họ nhanh chóng thừa nhận mọi chuyện là có người sai khiến, còn chỉ ra rằng có vài người trốn ở tầng lớp trên đang âm thầm thao tác. Bên kia để chứng thực chúng ta bị oan, nhà máy đã được mở cửa trở lại, mọi thứ đều đang vận hành bình thường. Mãi cười thật tươi nói ra. Được, Lâm Minh gật đầu sau đó cấp máy. Bên này nhà Ứng đã há to miệng ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Đây là sức mạnh của thần Y Lâm sao? Ứng Minh Trúc tiếp một thật sâu nói ra. Chẳng trách thằng nhóc này dám một mình đến nhà Ứng chúng ta. Ứng Hùng lẩm bẩm. Chà, nói vậy là chúng ta không thể trả thù được nữa sao? Ứng Văn Năng trợn to mắt quay đầu nhìn Ứng Hùng hỏi ra. Mày công việc đi. Ứng Hùng vội vàng quát khẽ. Nhưng cha, chút chút nữa con đã bị anh ta chích rồi. Hơn nữa anh ta còn đánh nhiều người nhà Ứng chúng ta bị thương, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Đêm hôm nay để anh ta rời khỏi đây, chẳng phải nhà Ứng chúng ta sẽ mất hết mặt mũi sao? Ứng Văn Năng gần như là gào thét. Có thể nói là hắn đã tức đi lên. Rõ ràng nhà Ứng đã ra tay, thậm chí ngay cả gia chủ cũng ra mặt. Cứ ngỡ rằng thần Đại Lâm sẽ chết chắc, thế mà không biết anh ta dùng thủ đoạn gì lại khiến trong tổ cũng ra mặt. Ông tổ đã ra mặt, hắn làm sao trả thù nổi mối thù ở sùng tông giáo ngày xưa chứ? Vừa nghĩ tới ngày xưa bị Lâm Minh sỉ nhục, thậm chí suýt chút nữa đã bị anh giết chết, trong lòng hắn lại dâng lên mối căm thù vô tận. Ứng Hùng, chuyện gì thế? Không dạy dỗ con trai cậu cho tốt được sao? Ứng Hoàng Điền hờn nghiêng đầu nhíu mày nói. Xin lỗi gia chủ, là tôi dạy con không tốt. Ứng Hùng vừa nói sau đó ra hiệu cho Chu Đình khẽ giọng quát, mau đưa nó đi. Được. Chu Đình vội vàng kéo Ứng Văn Đăng định rời đi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Buông con ra, thằng chó suýt giết con trai mẹ đang ở đó. Vì sao mẹ không giúp con trả thù chứ? Không phải mẹ nói sẽ lột ra rút gân anh ta, đánh nát đầu của anh ta, bắt ra quỳ trước mặt con sao? Vì sao mẹ lại bắt con đi? Buông con ra, mau buông con ra. Ứng Văn Lăng không ngừng giãy giụa. Phải Lăng, đây là muốn tốt cho con nghe lời mẹ đi, mau đi theo mẹ. Chú Đình sốt ruột nhớ giọng nói, mẹ. Ứng Văn Lăng vẫn muốn nói gì đó, nhưng lúc này bên kia lại vang lên giọng nói hờ hững. Ai cũng có thể đi, nhưng Ứng Văn Lăng anh không được đi. Anh vừa nói xong, cả nhà Ứng Hùng đều run lên, đồng loạt nhìn sang người về đến tiếng. Người vừa đến tiếng chính là Lâm Minh. Toàn thân Chu Đình run lên, sắc mặt trắng bệch. Ứng Hùng cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Điều ông ta không muốn nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra. Ông ta không phải là kẻ ngốc. Với tình hình bây giờ, có lẽ Ứng Hoa Niên không thể khống chế được nó rồi. Thầy Đại Lâm, cậu muốn thế nào? Ứng Hoa Niên nói ra. Lúc trước tôi đã đề nói điều kiện với nhà Ứng các ông. Tôi không muốn lặp lại một lần nữa. Lâm Minh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Nhưng tôi muốn thay đổi điều kiện này một chút. Tôi vốn định đích thân xử lý Ứng Văn Lăng, nhưng bây giờ tôi muốn các ông thay tôi xử lý người này, nghe rõ chưa? Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng đến tột cùng. Tất cả người nhà Ứng đều tức đến đỏ bừng mặt, con người run rẩy khi muốn xông lên băm thay anh ra. Ứng Hùng nổi giận đâu dễ chịu nổi cơn tức này, thế là địch xông tới, nhưng ở bên cạnh ông ta đã lập tức ngăn ông ta lại, ra hiệu cho ông ta đừng nóng nảy.
Gia chủ, Ứng Hùng vội vàng gọi Ứng Hoa Ninh một tiếng. Nếu thật sự trừng phạt Ứng Pha Lăng trước mặt mọi người, vậy khi không phải chỉ là hy sinh con trai ông ta mà còn hy sinh uy nghiêm trăm đời của nhà Ứng. Chuyện này mà truyền ra, người nhà Ứng không bị người ta chê cười hay sao? Thầy Đại Lâm, hình như tôi chưa đồng ý với đề nghị của cậu nhỉ? Ứng Hoa Ninh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lâm Minh. Đây không phải là đề nghị, đây là yêu cầu. Nếu vẫn chưa đủ thẳng thắn thì ông cứ coi đây như là mệnh lệnh của tôi đi. Lâm Minh nói ra, khốn nạn, thật là kiêu căng. Con mẹ mày, nói thêm một câu nữa xem. Ta còn sẽ nát miệng mày thì không còn là con người. Người nhà Ứng đã bị chọc giận hoàn toàn. Lần này có tới mười mấy người nhà Ứng xông lên bao vây lấy Lâm Minh. Nhìn tư thế giống như chuẩn bị ra tay. Lâm Tụ kinh hãi, vội vàng hét lên. Các người đừng làm bậy. Cuộc điện thoại vừa rồi các người cũng nghe thấy rồi đó. Vì đó đứng trên các người đã ra định không được động vào thầy tôi. Nếu các người còn ra tay, các người làm sao giải thích với bên trên chứ? Câu nói này làm cho một số người nhà Ứng sững sờ. Nhưng đa số người Ứng vẫn không kìm được cơn tức giận. Ông bớt lấy điều đó ra khỏi chúng tôi đi. Tôi nói cho hai người biết, nơi này là nhà Ứng. Nếu muốn sỉ nhục nhà Ứng chúng tôi thì dù là lời ai nói cũng vô dụng. Tôi nhất định sẽ bẻ gãy xương ông ra. Một người trẻ tuổi của nhà Ứng tức giận nói. Vậy anh cứ thử xem sao. Không đợi Lâm Thụ nói, Lâm Minh đã trở lại hẳn. Mày được. Vậy ta sẽ cho mày biết mùi phá hủy thất thoát của nhà Ứng chúng ta. Người trẻ tuổi đó trán nổi cả gân xanh, gào lên định lao tới. Ứng Tào, lùi xuống. Ứng Hoa Ninh phát khẽ, gia chủ, lùi xuống, tất cả lùi xuống. Không là định của tôi, bất cứ ai không được tận tiện hành động. Nếu không thì cút ra khỏi nhà Ứng cho tôi. Ứng Hoa Ninh lại quát lên. Bò xếp thành đám đấm, gần như sắp nghiến nát cả hàm răng. Nhưng Ứng Hoa Ninh đã lên tiếng, bò cũng không còn cách nào khác, chỉ đành lui về phía sau. Ứng Hoa Ninh tiến lên, để thầy thoại ra, tắt máy trước mặt Lâm Minh. Sau đó ném cho Nguyên Lão ở bên cạnh. Lâm Thụ trở nên căng thẳng. Người nhà Ứng ở xung quanh cũng không nhíu khỏi nhíu mày, mơ hồ đã ý thức được điều gì đó. Làm như vậy ông tổ của nhà Ứng sẽ không can thiệp vào chuyện ở đây được. Thầy Lê Lâm, tính cách của tôi luôn rất nóng nảy quật cường. Dù là khi ngồi lên vị trí gia chủ nhà Ứng cũng vẫn là như vậy. Nếu là chuyện tôi đã quyết định, dù người trên khắp thế giới này không cho phép, tôi cũng sẽ làm tới cùng. Kẻ địch sao? Tôi chưa bao giờ quan tâm kẻ địch của mình là ai. Tôi chỉ quan tâm người đó đứng ở vị trí nào, có đối địch với tôi hay không. Ứng Hoa Ninh bình tĩnh nói. Tôi cũng vậy. Lâm Minh gật đầu. Thầy Ninh, tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu. Ứng Hoa Ninh nói ra. Gia chủ. Gần như tất cả mọi người đều la lên. Lâm Thủ vui mừng. Nhưng một giây sau đó, Ứng Hoa Ninh lại nói thêm một câu. Điều kiện trước nhất là cậu phải thắng được tôi. Ông ta vừa dứt lời, hơi thở của tất cả mọi người đều ngừng mất một nhịp. Bà họ trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Ứng Hoa Ninh. Giờ phút này không thể nghe thấy tiếng tim đập của bất cứ một ai, giống như tiếng tim đã dừng lại. Lâm Thủ há to miệng như có thể nhét vừa một quả trứng. Nhưng ông ta cũng xem như kịp phản ứng, lập tức đứng ra nói. Gia chủ, ông có ý gì? Không phải rất rõ ràng rồi sao? Nhà Ứng chúng tôi là thế gia cổ võ, muốn nhà Ứng chúng tôi khuất phục thì phải thuyết phục tôi bằng võ lực. Nếu không thì các người phải khuất phục chúng tôi. Nhà Ứng chúng tôi truyền thừa tới nay đều dựa vào cái ý niệm này, có gì không thỏa đáng sao? Ứng Hoa Ninh nói ra. Nhưng thầy tôi chỉ là bác sĩ. Lâm Thủ sốt ruột nói. Mặc dù lúc trước biểu hiện của Lâm Minh vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, quả thật giống như một chiến thần hạ phàm khiến người khác không thể tin nổi, nhưng đây là gia chủ của nhà Ứng. Thế gia cổ võ như nhà Ứng không thể cân đo theo quy tắc của những gia tộc tầm thường. Mới có thể ngồi đến vị trí gia chủ tuyệt đối không chỉ là tài đức vẹn toàn, mà còn phải có một điều cực kỳ quan trọng, đó là võ nghệ. Nếu võ nghệ của Ứng Hoa Ninh không đạt thì tuyệt đối không thể tránh giữ nhà Ứng. Dù sao thì Lâm Minh cũng chỉ là một bác sĩ, ngay cả khi là một y võ thì gặp phải cao thủ võ thuật chính thống như thế, sao anh có thể đấu lại được chứ? Nếu có sơ sót gì thì mọi thứ coi như chấm hết. Ông không có tư cách đối với tôi. Nam Tú còn định nói tiếp nhưng Lâm Minh lại lên tiếng. Sao thế? Thầy Đi Lâm, cậu không dám sao? Vừa rồi không phải cậu ngông cuồng lắm sao? Bây giờ gia chủ chúng tôi lên tiếng thì cậu lại sợ rồi sao? Thứ hèn nhát. Người nhà Ứng lại được dịp díu cần một phen, nhưng Lâm Minh không phản ứng gì. Không có tư cách sao? Vậy thầy Đi Lâm, thế nào thì tôi mới có tư cách? Ứng Hoa Ninh hỏi lại. Lâm Minh xoa xoa cằm, bình tĩnh nói. Nếu ông thực sự muốn đánh thì cũng có thể, nhưng đề kiện cũng phải tăng thêm. Anh vừa chích lời, người của hai bên đều sửng sốt. Thầy, đừng lỗ mãng. Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Nhưng mà Lâm Thủ còn định nói gì đó, nhưng
thấy ánh mắt tự tin của Lâm Minh, cuối cùng anh ta đành phải từ bỏ. Lúc này, ngoại trừ tin tưởng Lâm Minh thì ông ta không có còn cách lựa chọn nào khác. Thêm điều kiện gì, cậu nói đi. Ứng Hoa Ni nói ra, yên tâm, cũng phải là yêu cầu gì quá đáng. Nếu tôi thắng, tôi không những muốn đưa Liễu Như Thi đi trừng phạt Ứng Phá Năng, mà tôi còn muốn nhà Ứng các ông đáp ứng với tôi ba việc vô điều kiện. Hơn nữa, sau này gặp tôi, ông và những người xếp sau ông đều phải cúi đầu trước mặt tôi. Lâm Minh thản nhiên nói, cậu nói cái gì? Cậu muốn nhà Ứng chúng tôi cúi đầu khuất phục cậu sao? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tôi thà chết cũng sẽ không cúi đầu trước thằng nhóc con này. Cậu nằm mơ đi. Người nhà Ứng tức giận gào lên, nhưng Ứng Hoa Ninh lại hét lên, tôi đồng ý với yêu cầu của cậu. Ngay lúc này, người xung quanh yên lặng như tờ. Tất cả ánh mắt dồn về phía Ứng Hoa Ninh, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Ứng Hoa Ninh lại nói ra, nếu thằng Lý Lâm thật sự có bản lĩnh chiến thắng tôi, thì vì sao nhà Ứng chúng ta không thể cúi đầu chứ? Dù sao thì ý niệm của nhà Ứng chúng ta là cái mặt đứng đầu, chẳng lẽ mọi người không muốn tôn trọng một người mạnh sao? Người nhà Ứng đều không thể phản bác. Đúng vậy à, thế giới võ giả vốn là cường giả vi tôn. Thế nhưng thằng Lý Lâm còn trẻ tuổi như vậy. Đến lúc đó, những người nhà Ứng kiêu ngạo như bọn họ cúi đầu hành lễ với Lâm Minh trước mặt người khác, vậy thì nhà Ứng còn mặt mũi nào nữa đây chứ? Không một ai dám tưởng tượng tiếp. Ứng Hoa Ninh đang lấy cả nhà Ứng ra đánh cược với Lâm Minh đó. Người nhà Ứng dần dần im lặng. Lời Ứng Hoa Ninh nói rất có lý. Nhiều người muốn phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ứng Hoa Ninh cũng chỉ đành từ bỏ. Có lẽ chỉ có như vậy mới thể đảm bảo được tôn nghiêm của nhà Ứng. Gia trưởng coi như cậu có chút đầu óc. Nếu ra vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, không vội, cậu còn chưa nói với tôi, nếu cậu thua thì sẽ làm thế nào? Ứng Hoa Ninh nói ra, tôi thua thì tùy các người xử lý. Vậy nếu tôi muốn cậu chết có được không? Ánh mắt Ứng Hoa Ninh nghiêm túc hẳn lên. Chết sao? Làm thủ hít thầm hơi không khí lạnh. Tuy nhiên Lâm Minh lại không chút do dự nói ra, được. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Đồ chó chết là mày nói đây nhá. Ứng Văn Đăng ở bên này lập tức chảy chồm chồm lên hét lớn. Thầy Đại Lâm, cậu không được nghĩ lại đâu đó. Ứng Hùng vội vàng nói ra, nghĩ lại sao? Hờ, nếu như cậu ta thua dưới tay gia chủ, cậu ta còn có quyền để nghĩ lại sao? Nguyên Lão lạnh lùng nói ra, nói không sai, nếu như cậu ta thua, cậu sẽ không có quyền nghĩ lại. Có điều tôi không hy vọng cậu chết trong tay tôi, như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hy vọng tôi sau khi đánh bại được cậu, cậu sẽ tự sát đương nhiên không phải là ở đây mà là ở trên núi Huyền Bình của tôi. Tôi muốn cậu tự sát ở đó thế nào? Ứng Hoa Ninh bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức hiểu ý của Ứng Hoa Ninh. Rõ ràng ông ta hơi kiêng dè ông tổ, biết nếu như giết Lâm Minh thì sẽ gặp phải phiền toái, nhưng nếu như Lâm Minh tự sát vậy thì không liên quan gì đến nhà Ứng bọn họ, ít nhất cũng không liên quan đến Ứng Hoa Ninh. Tuy nhiên Lâm Minh mà tự sát ở trên núi Huyền Bình, tất cả mọi người trong nước đều sẽ cho rằng cái chết của Lâm Minh có liên quan đến nhà Ứng. Nhà Ứng có thể lấy lại được mặt mũi cũng vì không có chứng cứ, nên những kẻ đứng sau Lâm Minh không thể truy cứu trách nhiệm được. Không thể không nói Ứng Hoa Ninh thực sự là một lão cáo già, chuyện gì có thể nghĩ ổn thỏa được. Hai mắt nhà Ứng phát sáng lên, không hổ là gia chủ, suy nghĩ chu toàn thật. Như vậy thì Lâm chỉ có con đường chết, chúng ta cũng phải suy xét đến hậu quả. Ứng Minh Trúc nói nhỏ, trong mắt đầy vẻ kinh phục. Thầy Địa Lâm, cậu thấy thế nào? Thấy Lâm Minh không tránh lời, Ứng Hoa Ninh hỏi lại, có thể. Lâm Minh gật đầu, Lâm Thủ không lên tiếng, lúc này ông ta chỉ có thể âm thầm cầu phúc. Tốt lắm, thầy Địa Lâm, quá là người dứt khoát, Ứng Hoa Ninh vung tay lên. Những người sau lưng Ứng Hoa Ninh lập tức rút lui. Từ từ đã, Lâm Minh thốt lên, sao vậy? Thầy Địa Lâm hối hận rồi sao? Đương nhiên là không, chỉ cảm thấy chuyện quan trọng thế này nên lập một bản huyết thư thì hơn. Huyết thư? Ứng Hoa Ninh nhíu mày, nhưng còn chưa kịp ghi gờ đã lập tức đồng ý. Mày đang muốn dẫn mình vào con đường cùng sao? Ứng Văn Lăng cười khẩy. Lâm Minh chẳng thèm đáp lời nào, huyết thư lật ra, an tay phát ra sau, đứng đối mặt với Ứng Hoa Ninh. Ứng Hoa Ninh cũng vậy, đứng thẳng tắp nhìn Lâm Minh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong khoảng cách đó, khí thế lạnh lùng toát ra từ người ông ta. Lâm Thủ chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim đập bình bình, dường như cổ họng mình cũng bị bóp nghẹt vậy. Ông ta không kìm được lùi về phía sau. Mời, thầy Địa Lâm. Ứng Hoa Ninh mở mắt ra thế mời. Tôi không thích người khác để tôi ra tay trước, nhưng nếu đã nói như vậy thì tôi sẽ không nương tay. Lâm Minh nói đột nhiên phóng ra xông thẳng đến. Hai người bắt đầu giao chiến. Chỉ cảm thấy mặt đất khẽ rung lên, cuồng phong nổi lên, tìm tất cả mọi người như ngừng đập. Khi có thể nhìn thấy rõ lại thì Lâm Minh đã đứng trước mặt Ứng Hoa Ninh, hơn nữa tung nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Ứng Hoa Ninh.
Sức lực của nắm đấm này chắc chắn đủ để đánh nát sắt thép. Nhưng khi nắm đấm này chuẩn bị nhắm thẳng chỗ chí mạng Ứng Hoàng Điện, bốp, một âm thanh giòn tan vang lên. Thì đây trước mặt Ứng Hoàng Điện xuất hiện một bàn tay, mà nắm đấm của Lâm Minh bị bàn tay đó chặn lại. Cái gì? Lâm Vũ kinh ngạc, khóe miệng người nhỏ Ứng nhếch lên. Tình hình này không hề nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao đây cũng là gia chủ nhà Ứng, một thầy thuốc đông y nhỏ bé sao thể đối phó được với ông ta chứ. Nhưng Lâm Minh không hề hoảng loạn, một quyền không trúng lại thêm một quyền nữa tiếp tục tấn công vào đầu Ứng Hoàng Điện. Tốc độ của nắm đấm này vô cùng khủng khiếp, sức lực cũng cực kỳ kinh người. Thế nhưng tốc độ Ứng Hoàng Điện cũng chẳng hề chậm chạp, tiếp tục giơ tay chặn lại. Bút âm thanh giòn tay lại vang lên, lần tấn công của Lâm Minh lại bị chặn lại. Lâm Minh nhíu mày. Ứng Hoàng Điện bình tĩnh nói, sao vậy thầy Đề Lâm? Cậu chỉ có chút sức lực này thôi sao? Kỹ thuật châm cứu của cậu đâu? Kỹ thuật dùng độc của cậu đâu? Chẳng nhẽ đối mặt với tôi cậu lại không chịu dùng toàn lực sao? Lâm Minh không nói gì, mãnh liệt thu tay tiếp tục tấn công. Hai tay của anh tựa như một cây súng máy liên tục tấn công Ứng Hoàng Điện. Tuy nhiên cho dù đòn tấn công khủng khiếp thế nào vẫn không đột phá được lớp phòng ngự Ứng Hoàng Điện. Bốc 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 bốc, âm thanh liên tiếp vang lên. Hai tay Ứng Hoàng Điện như múa chặt chính xác từng đòn tấn công của Lâm Minh. Đòn tấn công của Lâm Minh có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Lớp phòng ngự của Ứng Hoàng Điện hoàn hảo, không hề có khe hở, không có điểm yếu. Ông ta dù như có thể nhìn thấu được Lâm Minh. Được rồi đó, Ứng Hoàng Điện có hơi mất kinh nhẫn. Ông ta khẽ nói, đồng cột dồn lực tung chưởng xuyên qua đòn tấn công dày đặc của Lâm Minh, nhắm chuẩn vào ngực anh. Bút! Lâm Minh lập tức bị đánh trúng, liên tiếp lùi về phía sau, suýt ngã xuống đất. Thầy Nam Thủ đứng sau vội vàng vọt tới muốn đỡ lấy Lâm Minh, nhưng người nhà Ứng đã ngăn cản ông ta. Trận chiến còn chưa thúc, ông muốn làm gì chứ? Người nọ quát lớn, là thủ há miệng không biết phải làm sao. Mà lúc này Ứng Hoàng Điện lại đúng chủ động ra tay. Ông ta vừa cứ động cả người nhẹ bẫng như cơn gió lao vút về phía Lâm Minh. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng khi lại gần Lâm Minh lại linh hoạt như một con rắn xoay tròn xung quanh Lâm Minh. Lâm Minh điên cuồng tấn công nhưng không thể chạm vào ông ta, mỗi đấm đấm của anh để đấm vào không khí. Đây là Ứng Huyền bộ pháp, có người thốt lên. Thần pháp như thế này, tên hành động này muốn chạm vào cũng khó. Ứng Minh Trúc cười khẩy. Khi thế của nhà Ứng lên hẳn, mắt ai nấy cũng bừng sáng. Lâm Minh rõ ràng hơi loạn, hai mắt hoa lên, cố gắng nắm bắt vị trí của Ứng Hoàng Điện, nhưng vẫn không thể xác định nổi. Mà đúng lúc này Ứng Hoàng Điện toán được điểm yếu của Lâm Minh, lật tay đánh vào vai Lâm Minh. Rắc, tiếng xương gãy vang lên. Một cái tay Lâm Minh rủ xuống đất, có vẻ như bị phế rồi. Lâm Minh liên tục lùi về phía sau, cả người mất thăng bằng, cơ thể va vào bức tường đằng sau mới dừng lại. Mà bức tường đằng sau cũng như vì vậy mà nứt ra, dường như lúc nào có thể đổ sập xuống. Được, người nhà Ứng treo hò. Thầy Lâm Thủ hét lên, nhưng người nhà Ứng đã ấn chặt ông ta xuống đất, mặc kệ ông ta giãy giụa không cho ông ta rời đi. Lâm Minh rõ ràng chịu thiệt rồi, cục diện đã hoàn toàn khác. Lâm Minh hò khan hai tiếng, cố gắng đứng vững lại, nhưng vài cái anh không thể cử động được. Thầy Điện Đâm, cậu còn có thể so quyền cước với tôi hay không? Hay thực lực của cậu chỉ đến thế mà thôi? Nếu như vậy, e rằng trận đấu này tôi thắng chắc rồi. Ứng Hoàng Điện lại đừng nói, hai tay chắp sau lưng đi về phía Lâm Minh. Từng bước chân ta khiến bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Chắc sau đòn tiếp theo sẽ phân ra thắng bại thôi. Ứng Minh Trúc cười nói, phế cậu ta đi, phế hắn đi. Mắt Ứng Phá Lạc bừng sáng, tay cuộn thành nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Minh không ngừng lẩm bẩm. Đây chính là kết cục của việc đồng và nhờ Ứng chúng tôi. Phá Lăng, tí nữa chuẩn bị quan tài đi, cậu có thể dọn xác cho cậu ta rồi đó. Khóe miệng Ứng Hùng nhếch lên, có vẻ rất hưng phấn. Dọn xác cho hắn sao? Chà, tôi chỉ muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh, còn dọn xác cho hắn sao? Có mà nằm mơ đi. Ứng Phá Lăng cười dữ tợn, mà người xung quanh cũng phá lên cười. Sau khi Ứng Hoàng Điện đi đến, nhiều người đã thầm đoán được kết cục của trận đấu này rồi. Dù sao thì Lâm Minh chỉ còn là một cánh tay, sao thì đấu được với gia chủ nhà Ứng chứ? Tuy nhiên lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Ứng Hoàng Điện. Ông nói đúng, nếu so về quyền cước, tôi chắc chắn không phải đối thủ ông. Vậy tại sao cậu còn muốn đấu quyền cước với tôi? Ứng Hoàng Điện bình tĩnh hỏi. Bởi vì tôi muốn xem công phu của nhà Ứng rốt cuộc đặc biệt ở điểm nào. Hả? Do thám tôi sao? Thú vị đó, chỉ là do thám cũng phải có năng lực. Cậu do thám xong, mất luôn một cánh tay, có đáng hay không? Ứng Hoàng Điện lắc đầu. Chút thương tích này có gì mà phải đáng lo chứ? Lâm Minh chẳng thèm quan tâm, tiếp tục giơ cánh tay còn lại lên xoa vào chỗ cánh tay bị gãy xương vừa rồi. Mấy cái chân bạc đâm vào vai anh. Sau đó mọi người nhìn thấy Lâm Minh khẽ tới đầu cánh tay, ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó
Họ nhìn thấy cánh tay vốn đã bị gãy, bây giờ lại chẳng bị làm sao cả, là mình có thể lắc lư tùy ý nó. Sao chẳng giống bị thương rồi chứ? Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, trầm mắt mở lớn, dường như muốn trố lùi ra vậy. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến y thuật kỳ diệu như thế này. Cuối cùng, cậu cũng chịu dùng bản lĩnh thực sự của mình rồi sao? Dù sao cũng là thần y Lâm, y thuật quả thực là cao minh. Nếu đang vậy, tôi cũng sẽ dùng thêm một chút sức lực. Tú Liên bình tĩnh nói, ánh mắt nghiêm trọng hẳn lên, hai đùi nâng lên, người như một trận cuồng phong la thần đến Lâm Minh. Lần này ông ta dùng khí thế vô thật như muốn nghiền nát tất cả. Khoảng 5 giờ chiều có nha.